Cựu chủ tịch đảng cầm quyền Bangladesh bị tuyên án tử hình tin từ Dhaka, Bangladesh. Một cựu chủ tịch của đảng cầm quyền Bangladesh đã bị tuyên án tử hình vi phạm các tội ác trong thời gian chiến tranh ly khai với Pakistan. Ông Mubarak Hossein, 64 tuổi, đã bị trục xuất khỏi đảng liên đoàn Awami trong năm 2011, đã bị buộc tội giết người hàng loạt, bắt cóc và tra tấn. Biện lý Mohammad Shahidur Rahman đã nói với phóng viên bên ngoài tòa án rằng hôm nay tòa đã tuyên án tử hình đối với một tội và tù chung thân đối với một tội khác của ông Mubarak Hossein. Bangladesh là một phần lãnh thổ của Pakistan sau khi Anh quốc trao trả độc lập vào năm 1947, nhưng nội chiến đã bùng nổ trong năm 1971. Trong năm 2010, Thủ tướng Sheikh Hasina đã cho mở cuộc điều tra tội ác trong thời gian 9 tháng chiến tranh. Các nhà đối lập nói rằng Thủ tướng Hasina muốn dùng tòa án để chống lại hai đảng đối lập là Đảng Quốc gia và đồng minh của đảng này là Đảng Jamaat-e-Islami. Bản án ngày thứ hai vừa qua là bản án đầu tiên đối với một người lãnh đạo đảng cầm quyền. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nói rằng tòa án đã thiếu căn bản của pháp luật quốc tế. Một nhà lãnh tụ Hồi giáo sẽ bị treo cổ vào tháng 12 sau khi tối cao pháp viện bác bỏ phán quyết tù chung thân của một tòa kháng án. Nhiều thành phần ở Bangladesh chống lại việc tách rời Pakistan, trong đó có đảng Jamaat, nhưng đảng này đã bác bỏ tố cáo đã vi phạm nhiều tội ác. Chiến tranh đã làm khoảng 3 triệu người thiệt mạng và hàng ngàn phụ nữ đã bị hãm hiếp.